Nói cái hồ này mà vận động viên bơi lội cấp quốc gia là chắc cũng bơi không nổi đâu, thiệt rộng lắm. Cái chỗ An để ra mình, An để cái camera là đang ở trên cái island của cái bếp. Thì như mọi người thấy á, là cái view từ cái bếp nó view ra thẳng cái hồ, nhìn rất là thoải mái luôn, cực kỳ sướng. Mọi người thấy cái hồ không? Cái hồ nó rộng mênh mang. Cái nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá nhà được đăng bán là... Hello mọi người, An đang đứng trước cái nhà này. Cái nhà này là cái nhà Blackview vừa mới được đăng lên trên market luôn. Nãy giờ An ở đây á, thì có rất là đông người coi và An cố gắng An sắp xếp cũng như là để schedule cái lịch hẹn để mà vô show cái nhà này á, cũng khó khăn vất vả lắm mới gọi cho được listing agent để mà show. Thì như mọi người thấy nè, ở bên phía sau An là một cái hồ ha. Cái nhà này là có Blackview, nhà này là 3 phòng tắm. À, 4 phòng tắm, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cực kỳ đẹp luôn, builder là Perry Home ha. Nên chất lượng rất là tốt, mọi người không cần phải lo. Bây giờ An muốn quay cho mọi người xem sơ sơ xung quanh cái khu neighborhood như thế nào nha. Đẹp lắm. Bên đây là cái hồ nè. Bây giờ đợi để An đợi cái người showing agent ở trong kia, người ta show xong á em vô An show cho mọi người xem nhé. Để mình coi cái hồ trước đi, cái hồ nó rộng mênh mông luôn á. Nếu mà nói cái hồ này mà vận động viên bơi lội cấp quốc gia là chắc cũng bơi không nổi đâu, thiệt rộng lắm, rộng khủng khiếp. See my god. À, và cái hàng rào mà xung quanh của cái nhà này là đều là hàng rào mà mình có thể nhìn xuyên qua được, mình có cái view luôn, là xung quanh ba mặt đều là có view. Bây giờ mình chuẩn bị mình vô coi trước hết đó, là mình coi cái nhà trước đi. Đó. Có cái nhà ha, đẹp tuyệt vời. Bên hông nè, đây là cái bên hông nè. Nhà này bốn mặt gạch hết nha mọi người, bốn mặt gạch luôn á. À, hello mọi người, An đã vô được cái nhà này rồi nha. Bây giờ để mọi người nhìn nè, bước vô cửa nhà mình nhìn thẳng ra được cái cửa sổ phía sau luôn và nhìn thấy cái lát view cái hồ luôn, rất là thoáng, cảm giác rất là thoải mái. Để An quay xung quanh hết toàn bộ cái nhà cho mọi người xem ha. Thì nhà này á, là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đi vào khu vực bên tay trái của An á, là nó sẽ có 3 cái phòng tắm và sử dụng một cái nhà tắm. Thì ở đằng trước như mọi người đã thấy là một phòng tắm nè, bên này là toilet nè, à, nhà tắm nè. Ở đây là một phòng ngủ nữa và ở đây là một phòng ngủ nữa. Mọi người xem nhé, rất là thoải mái luôn. Nhà mát cực kỳ, thấy không? Nhà mát cực kỳ luôn. Trần cao nha mọi người, trần rất cao. Đây là cái closet, coi cái closet nha. Đấy, thấy không? Cái cửa này nó tự đóng là do gió nó thổi, gió của trên máy lạnh nè, nó thổi theo cái góc nghiêng của cái này dội vô cái tường, nó đẩy cái cửa đi ra, chứ nó không phải là bị foundation hay là bị có cái gì đâu nha mọi người nha. Đừng ai tự tưởng tượng lung tung không có được, không có đúng. Đó, bên trái đây là phòng ngủ thứ hai nè. Ngủ thứ hai cũng rất là rộng. Rộng rãi, thoáng mát. Nhà sàn thảm. Thấy không? Trần cao. Và đây là closet. Đó, closet. Closet rộng chứ bộ. Không biết mở đèn sao luôn á. Rồi, đó, closet nè. Mình đi qua phòng ngủ thứ ba. Đấy, mình thấy hai cái phòng ngủ rồi. Mình đi qua phòng ngủ thứ ba.
thứ ba thì có cái quạt trần, thấy không? Quạt trần, trần cũng cao, cũng có cửa sổ. Nhà sàn thảm, phòng ngủ đều là thảm hết, thoải mái và thoáng mát. Coi cái nhà bếp nha, cái nhà tắm chứ. Đó, nhà tắm thì nó cũng là cái bathtub. Rồi ở đây là có cái single sink thôi, chứ nó không phải là double sink. Hai cái này là cái học tủ nè, mình mở ra được, thấy không? Mở ra được. Ở đây đều là cửa tủ, mình đều mở ra được hết. Đó. Chất liệu cái này là nó không phải là bằng đá, nhưng mà nó cũng không phải bằng gỗ, nó cái giống, cảm giác nó giống nhựa mọi người, nó giống nhựa lắm. Đó, thì nãy giờ mình review là xong ba cái phòng ngủ, một cái phòng nhà tắm. Thì cái chỗ này hồi nãy em đóng lại là cái chỗ này là cái chỗ giặt đồ. Đó, để cho mọi người hình dung thì chỗ này là chỗ giặt đồ nè, thấy không? Máy giặt, máy sấy, có cái đồ chỗ cho mình treo, có nghĩa là đây là một phòng ngủ, hai phòng ngủ, đằng kia là ba phòng ngủ với cái nhà tắm. Chỗ giặt đồ thì ở giữa, cửa chính nè, thấy không? Bây giờ mình quay nha. Thì khi mà mình tiến sâu vô trong nữa, ngay bên tay phải của mình á, ở đây là cái cửa đi ra cái gara, và đây là cái phòng formal dining, phòng ăn mà dành để cho mình tiếp khách á, mình kêu là formal dining. Cái đèn chùm này rất là đẹp, nó chụp xuống rất là hay luôn. Tiếp theo là mình đi vô cái nhà bếp. Đây, nhà bếp rất là thoáng, có cái island, thấy không? Island tuyệt vời lắm, rất là tuyệt vời luôn. Để An đặt cái camera xuống cho mọi người chiêm ngưỡng cái góc ha. Chiêm ngưỡng cái góc này, góc đẹp cực kỳ. Đó, thì như mọi người thấy á, là cái nhà này, cái chỗ An để ra, mình An để cái camera là đang ở trên cái island của cái bếp. Thì như mọi người thấy á, là nó, cái view từ cái bếp nó view ra thẳng cái hồ, nhìn rất là thoải mái luôn, cực kỳ sướng. Mà cái nhà này là bốn cái cửa sổ như vậy, nó còn có cái màn nữa, để An đứng lên An kéo, còn có cái màn nữa xí mình kéo xuống để sao để cho nắng nó không có dội vô, thấy không? Đó, kéo xuống, ở đây đều có bốn cái màn hết, đều có hết bốn cái màn luôn, nhìn rất là thoải mái. Thì khu vực bên trái của An nè, bên tay phải của An bên này nè, đây là khu vực master bed, để An quay cho mọi người coi cái master bed nha. Đây master bed, nhà cực kỳ thoáng, và đây là master bath. Thì bên phải của An là cái standing shower nè. See. Bathtub này rộng nha, chứ không phải bathtub nhỏ đâu. Bathtub rộng á. Double sink, thấy không? Và cũng là cái chất liệu nó giống nhựa, nó không phải là đá. Nó không phải đá. Học tủ đây mở được hết. Mở được cái học tủ này nha. Đây, học tủ nè. See. Đây là closet. Closet này đối với An nhận xét á là nó rộng tương đối, không quá nhỏ, thấy không? Walk-in closet luôn. Ở phía trước á, ngay cái chỗ mà cái bathtub của mình thì nó có cái cửa sổ, nhưng mà chủ nhà họ đã dán cái giấy mà làm mờ đi, không có để ai nhìn xuyên vô được cái nhà, nhìn xuyên vô được cái chỗ mình tắm, cho nên mọi người cũng không lo lắng gì nhiều. Đây là cái toilet nè, thấy không? Trần cao lắm, xí, cao cực kỳ luôn. Mình bước từ phòng master bed mình đi ra để mình coi lại toàn cảnh cái bếp nha, thấy không? Toàn cảnh bếp là đây, toàn cảnh bếp luôn. Nhà này đang được đăng bán là 335 ngàn, mới lên hôm nay thôi, 335 ngàn. Nãy giờ là rất nhiều người vô coi rồi, An phải chờ cũng lâu dữ lắm mới vô review quay phim được cho mọi người xem á. Bây giờ An đi ra cái cửa sau nè, trời khóa cái cửa rồi đó. Thì đó, như mọi người thấy
ở đây là cái đồ chơi, nói chung là cái đồ chơi của con của chủ nhà hiện tại. Hàng rào là hàng rào sắt, nhưng mà có ai, nếu mà có ai mà sợ là nhà có con nhỏ có mà có nó có chạy ra ngoài không, yên tâm, nó cao lắm, nó cao ngang tới ngực của An luôn, nó rất là cao. Một đứa nhỏ con nít cỡ cỡ thấp thấp là không có bị gì, vấn đề gì, cho nên mọi người đừng có ngại. Và đất ở đây là đất nó lài xuống rất là cao, để An lấy cái camera An quay cho mọi người xem ha. Nhà cực kỳ thoáng luôn. Ồ, nó có cái này để An giới thiệu cho mọi người nè. Mọi người dòm đi. Nó có cái sàn gỗ mà chủ nhà người ta đóng, nhìn rất là thẩm mỹ, thấy không? Rất thẩm mỹ luôn. Em quay sổ phía sau cái nhà này, đẹp lắm. Bốn mặt gạch, hai bên hàng rào đều là hàng rào sắt hết, đều là hàng rào sắt hết, tuyệt vời luôn á. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Mọi người thấy cái hồ không? Cái hồ nó rộng mênh mang luôn. Thiệt sự nếu mà mua cái nhà này á, đi làm về chiều ngồi ở đây nhâm nhi ly trà, ly bia, hay là ăn đồ ăn những cái mùa mà nó se lạnh, nó rất là mát mẻ. Ở Texas thì nó biết là nó nóng, nhưng mà khi mà vào cái mùa lạnh nó cũng không có lạnh gì mấy, nó mát, mình gọi là mát, thấy không? Cái view rất là sung sướng, view sung sướng cực kỳ. An không biết phải dùng cái từ ngữ nào để diễn tả cái nhà này nữa, đã lắm mọi người. Và hai bên á, cái khoảng cách rất là rộng, mọi người thấy không, rộng không có hẹp, con nít chơi đùa thoải mái. Hai bên nhà rất là rộng, chu choa, rộng lắm. Nhà này là 2200 square feet. An lặp lại một lần nữa nha, nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2200 square feet, thuế là 2,5%, SOI là 385 đồng một năm, được đăng bán với giá 335.000. Sàn là sàn gỗ, sàn này là sàn gỗ, vô khu vực nhà bếp là sàn gạch, phòng master bed cũng là sàn gỗ luôn, thấy không? Master bed cũng là sàn gỗ luôn. Phía đằng trước á, thì nó là gạch, cái phần entry là gạch, còn lại là ba phòng ngủ với phòng tắm là gỗ, là thảm, ba phòng ngủ là thảm hết, vô nhà tắm ở trong, bên trong nhà tắm á, mới là gạch nha. Để An tắt đèn. Đâu rồi? Đấy. Mọi người nhanh tay nhanh chân lên coi cái nhà này, quyết định nhà Lakeview hiện tại ở Texas rất là hot. Phía sau cái màn này là cái cửa sổ á, mọi người thấy không? Em nhắc lại một lần nữa cho mọi người nhé. Cái nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá nhà được đăng bán là 335.000. Tiền thuế ở khu này là 2,5%, tiền SOI là 385 đồng một năm. Rất là rẻ. Mọi thứ cái gì cũng rẻ hết, trường học là cực kỳ tốt luôn. Mọi người không phải lo về vấn đề đó. Nhanh chân lên. Số lượng có hạn. Trong khu này chỉ còn có một căn thôi. Lakeview nha mọi người.